Mì lòng chua cay siêu độc lạ ngay phố cổ anh em đã thử chưa? Mì bò hay mì tim chua cay thì mình ăn nhiều lắm rồi chứ đây là lần đầu tiên ăn mì lòng chua cay như này. Tưởng không hợp lại hợp không tưởng. Cơ bản bởi cả lòng cả nước dùng đây đều chất lượng ấy, nước dùng đậm đà chua chua cay cay thơm dứa, húp xì sụp cùng mì ủi ngon dã man. Bát đầy đủ thì quá trời thứ, nào lòng non này, dạ dày, thịt giải rồi gan mà có 40 cành thêm tràng là 50 cành. Rất hạt rẻ so với khu phố cổ nhá, mà lòng sạch sẽ ăn giòn giòn sần sật, chấm miếng lòng với cái muối gia vị là siêu vào việc luôn. Gia vị thì mình tự pha tự gia giảm theo sở thích luôn, hơi hơi giống đi ăn bún quậy kiến xây đấy. Tiếp đến là bát cháo lòng đầy đủ cũng chỉ 35 cành, thêm tràng là 45 cành, chào nấu sánh, nóng hổi, rắc chút tiêu nhỡ bột vào là hết sảy con bà bảy luôn á. Lai dai thêm đĩa lòng thập cẩm vừa nhậu vừa ngắm ô quan trường cổ kính, ôi ta nói nó chill gì đâu. Lòng trần từ 60 cành như đĩa mình gọi hai người là 130 nhưng mà nhiều phết, ăn ba người cũng thoải mái. Có cả mắm tôm và nước mắm mà mình thích chấm vào cái mắm cốt ớt chua ngọt đấy, quán phát khéo vừa miệng cực. Mà bật mí cho mọi người, chị chủ quán đây chính là con gái nhà cháo lòng nổi tiếng phố Hàng Bún đã bán 3 đời rồi. Đạo lòng nghe thế là biết uy tín rồi nhỉ. Thập Tam quán ở số 13 ô quan trường Hoàn Kiếm, bán từ 7 giờ sáng đến 1 rưỡi chiều và 5 rưỡi chiều đến 9 giờ tối. Riêng chủ nhật hàng tuần nghỉ mọi người lưu ý nhé, kẻo đến lại mất công đi về.